chế sử dụng các loại mỹ phẩm cho tóc nếu ngày nào bạn cũng chải chút xịt gôm, vút keo tạo kiểu cho mái tóc của mình chúng sẽ cảm thấy thực sự mệt mỏi khi phải gắng gượng chịu đựng các tác động từ hóa chất và nhiệt nóng lâu dần các nang tóc bị hư tổn và yếu đi tình trạng rụng tóc diễn ra liên tục bề mặt da đầu chịu nhiều tổn thương nên sinh ra gầu và ngứa dữ dội vì vậy hãy sử dụng những loại mỹ phẩm cho tóc một cách hợp lý điều gì cũng luôn tồn tại hai mặt tốt và xấu nếu đã có các vấn đề về sức khỏe của mái tóc thì tốt nhất hãy ngưng sử dụng để chúng cảm thấy thoải mái hơn. Lựa chọn những sản phẩm chăm sóc mang tính tự nhiên, dịu nhẹ là một lời khuyên hữu ích thực sự. Gội đầu đúng cách, mái tóc bết dính thường đi liền với những người có cơ địa da dầu. Chúng ta nên gội đầu 2-3 lần trên tuần để đảm bảo cho da đầu thông thoáng và mái tóc sạch sẽ. Không những vậy khi gội đầu bạn sẽ có những phút giây thư giãn mà lại giúp chăm sóc mái tóc khỏe mạnh hơn. Ngoài ra, nón bảo hiểm gối ngủ là vật tiếp xúc với mái tóc của bạn hàng ngày nó cũng giống như áo quần bạn mặc luôn cần được sạch sẽ thì mới không làm bạn bị kích ứng và gây nên những bệnh ngoài da tất nhiên là bạn sẽ không thể hôm nào cũng giặt mũ bảo hiểm được nhưng vệ sinh chúng định kỳ thường xuyên là điều rất cần thiết một điều nữa là đừng đi ngủ khi mái tóc vẫn còn ẩm ướt nhé điều này sẽ làm cho vi khuẩn càng có cớ để sinh sôi gây các bệnh lý trên da đầu sử dụng dầu gội trị gàu hợp lý mỗi người có một tính chất tóc và da khác nhau người này có thể hợp với loại dầu gội a nhưng đối với người khác lại không có hiệu quả thứ mà các bạn cần phải hiểu chính là làn da của mình để lựa chọn một sản phẩm tắm gội phù hợp hãy chịu khó xem xét thành phần của loại dầu gội trị gầu mà mình sắp sử dụng kiểm tra xem liệu có thành phần nào có nguy cơ gây kích ứng cho da đầu không nhé nếu bạn đã thử qua nhiều loại dầu gội đầu mà gầu vẫn còn nguyên thì hãy cân nhắn áp dụng những mẹo trị gầu từ thiên nhiên hoặc các loại dầu gội thảo mộc xem sao thảo mộc gội đầu có thể cho kết quả chậm hơn bạn chưa thể thấy ngay được nhưng nó hoàn toàn là một phương pháp đáng tin cậy có thể chăm sóc và bảo vệ mái tóc của bạn chắc khỏe lâu dài xem xét chế độ ăn uống một vài người có thói quen ăn kiêng để giữ dáng nhưng bạn biết không khi chúng mình ăn kiêng quá đà sẽ khiến tóc rụng là tả và đầu có gầu do thiếu đi những dưỡng chất nuôi dưỡng cần thiết. Hơn nữa, vóc dáng có thể trở lại như ban đầu nhưng làn da sẽ sạm đi chẳng còn căng mịn nữa. Bạn có muốn thấy mình trong bộ dạng xanh sao gầy guộc như những cô nàng vơ đép được mệnh danh là bộ xương di động không? Hãy để nét đẹp của bản thân mình tươi mới và căng tràn sức sống, cung cấp những protein, khoáng chất để giúp cơ thể thực sự khỏe mạnh từ bên trong bạn sẽ không còn phải lo lắng về gầu hay rụng tóc. Gợi ý một vài nhóm thực phẩm giúp mái tóc khỏe đẹp, nhóm hoa quả, rau củ, chuối, bưởi, rau bina, cà rút, có nhiều vitamin B6, axit omega 3 là một chất điều hòa tự nhiên trên da đầu giúp liên kết giữa chân tóc và da đầu cứng cắp hơn, bề mặt da đàn hồi tốt, nhóm ngũ cốc, các loại hạt như lạc, đỗ đen, đỗ xanh hạt hướng dương đều có chứa nhiều khoáng chất và hàm lượng kẽm cao. Hãy bổ sung chúng trong thực đơn dinh dưỡng hàng ngày để giúp bảo vệ tóc khỏi những tác động xấu từ môi trường tự nhiên. Nhóm thịt, cá hồi và thịt da cầm cũng rất tốt cho tóc bởi vì omega âm 3 làm cho da dầu ngậm nước tốt hơn, ngăn chặn hiện tượng khô da, hạn chết gầu chóc vảy Một số bệnh lý gây da gầu, đôi khi vào mùa đông, bạn thấy những vảy trắng bong da tua tuổi như hoa ban mà không ngớt đấy có thể không phải gầu mà chỉ là những tế bào chết gãy rụng do da đầu bạn bị khô. Đối với những người bản thân có làn da khô, được ông trời ưu ái cho rất ít mụn ở mặt mà hầu như là không có nhưng da khô rất dễ làm tế bào da đầu bong lên. Điều này có thể khắc phục bằng một số sản phẩm dưỡng ẩm hay mặt dạ dưỡng tự nhiên để cung cấp thêm độ ẩm trên da đầu. Với một số người thường xuyên bị stress công việc, áp lực tâm lý hay phụ nữ sắc đến kỳ kinh nguyệt thì lượng gầu có thể tăng lên lời khuyên cần thiết là dành thời gian nghỉ ngơi giải tỏa căng thẳng lo lắng và sử dụng những loại dầu gội trị gầu phù hợp giai đoạn này sẽ qua nhanh chóng thôi đối với những người bị lang ben nấm đầu vảy nến có thể làm cho tình trạng gầu rất trầm trọng cần phải khắc phục những bệnh lý này trước tiên để đảm bảo cho da đầu trở lại bình thường vì thế chúng ta nên tới bệnh viện để kiểm tra và được nghe tư vấn có chuyên môn từ bác sĩ không nên tự ý chữa trị có thể khiến tình trạng trở nên trầm trọng hơn